Còn theo mình nghĩ là dịch bệnh như thế này thì cả thế giới này cả triệu triệu người chết. Đâu phải một mình Phi Nhung chết đâu mà các bạn khóc dữ vậy, làm ồn quá vậy. Còn nếu mà thật sự các bạn muốn khóc á, thì làm ơn đi, tôi khuyên các bạn hãy lên khóc cho những người tuyến đầu đi. Những người đó đó họ đang vì dân vì nước. Họ bỏ cả gia đình, người thân, bà con, bạn bè của họ, con cái họ để họ xung pha ngoài tuyến đầu cả 2 năm qua để mà đổ máu ngã xuống đó. Các bạn hãy lên khóc á, thì khóc cho họ đi. Còn Phi Nhung chết là chuyện bình thường thôi. Rồi các bạn lại còn đổ lỗi cho là hả, Phi Nhung chết là do chị Hằng nguyền rủa. Tôi xin lỗi đi nha. Cho tôi nói một câu, nếu mà con người đủ phước đức á, thì cho dù cả thế giới là có nguyền rủa người ta cũng không chết được đâu. Các bạn nhảm nhí quá à. Rồi các bạn lại còn hả nói rằng Phi Nhung do vì làm từ thiện nấu cơm từ thiện nên mới mắc Covid rồi chết. Sao mà hả bốc mùi nghệ sĩ quá vậy? Làm một chút xíu chuyện còn con như vậy đã kể công rồi. TikTok này á mình gửi đến cho cái thằng nào con nào thằng chó nào á nha, mà Phi Nhung chết kệ Phi Nhung chứ liên quan gì tới tôi. Trời ơi, Phi Nhung chết cái kia tự nhiên người ta livestream, người ta cao kê cái Phi Nhung chết, im đi im bà nội mày ha. Phi Nhung chết kệ bà Phi Nhung. Ủa bà chết là tao không được ăn cơm, chết là tao không được ca, chết chắc tao không được uống nước, là chết theo bả hay chi. Tào lao binh là vừa vừa phải không nha. Cái clip này á, gửi là thằng chó nào trong TikTok á, hồi nãy tao live stream á nha, nha tao gửi cho mày nha. Mày có rảnh quá mày muốn tao cúng hồn tao cúng cho, chứ đừng có tào lao. Mày mẹ mày ăn của Phi Nhung á, thành ra mày tao buồn, chứ tao chưa hề ăn được cái đồng nào của tao Phi Nhung á. Mắc gì tao buồn, mẹ tao coi bả ca thì tao cũng trả tiền. Ủa mắc gì bả chết tao buồn, liên quan với tao có dung có cùng chung họ hàng với tao không, dòng máu không, tào lao.